Từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6, đoàn công tác ủy quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh và trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ đến làm công tác thanh kiểm tra tại Hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tại tỉnh Bến Tre. Đoàn công tác ủy quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo do ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn. Theo đó, chia thành nhiều đoàn đến kiểm tra 33 điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Mỗi điểm thi phân công hai thành viên làm nhiệm vụ thanh tra thi và thành lập đoàn thanh tra trực tại Hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông khu làm việc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. Báo cáo cho biết, Hội đồng thi tỉnh Bến Tre đã quán triệt và triển khai có hiệu quả sự chỉ đạo của các cấp, đã quy động 2.353 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm nhiệm vụ coi thi. Công tác tuyên truyền phổ biến quán triệt tập quán quy chế thi, công tác triển khai phối hợp với các ban ngành đoàn thể chính quyền địa phương được thực hiện chặt chẽ. Cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện phục vụ kỳ thi được kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh thường xuyên. Công tác in sao đề thi và phương án vận chuyển bàn giao đề thi, bài thi được chuẩn bị chu đáo, nhanh và tuyệt mật. Chúng tôi đã đi khảo sát các một số cái cơ sở ở chẳng hạn như sáng nay là ở Ba Tri và một số trường ở vùng Trôm, thì tôi thấy là các đơn vị tổ chức hết sức là nghiêm túc, đồng thời là thấy tinh thần các em cũng rất là nô nức phấn khởi để chuẩn bị đến chiều nay là làm thủ tục để thủ tục vào phòng thi. Nói chung là bây giờ tất cả mọi người là đều đã sẵn sàng cho cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024. Bến Tre có 33 điểm thi, theo đó khoảng cách từ hội đồng thi đến điểm thi xa nhất khoảng 60 km, gần nhất khoảng 3 km. Các trường trung học phổ thông có trách nhiệm trong việc lựa chọn cán bộ giáo viên tham gia công tác coi thi được tập huấn nghiệp vụ công tác coi thi. Mỗi điểm thi phân công giám thị coi thi đúng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Các địa phương có đặt điểm thi đảm bảo chỗ ăn nghỉ, đi lại thuận tiện cho giám thị coi thi từ nơi khác đến. Đến công tác tại điểm thi Mỏ Cày Bắc 2 thì cơ sở điểm thi sở tại đã cũng chuẩn bị giới thiệu cho cái giám thị xa tới những cái chỗ nghỉ. Thì bản thân tôi thì cũng đã tìm được một cái chỗ nghỉ cũng rộng rãi. Thứ nhất là sẽ đảm bảo về thời gian. Nói chung là về nói chung mình cũng thuận lợi về những đặc biệt như trời mưa đó thì mình cũng rất là thuận lợi để cho cái việc di chuyển đến cái điểm thi đảm bảo được cái đúng cái thời gian công tác, nó không có ảnh hưởng tới cái việc tổ chức kỳ thi. Vật chất trang thiết bị để phục vụ cho hội đồng thi thì rất là đầy đủ, an toàn và đủ điều kiện để cán bộ coi thi và thí sinh có thể tham gia vào cái đợt thi an toàn và hiệu quả. Toàn tỉnh Bến Tre có 12.181 thí sinh dự thi với 533 phòng thi, trong đó có trên 10.000 thí sinh trung học phổ thông, trên 1.800 thí sinh giáo dục thường xuyên. Khó khăn hiện nay đối với hội đồng thi của Bến Tre là việc bố trí nơi ăn nghỉ tại các điểm thi tuyến huyện, thị trấn, quán ăn, nhà hàng, khách sạn còn ít. Trong những ngày thi, số người tập trung đông nên xảy ra tình trạng quá tải. Các lực lượng hỗ trợ bên ngoài khu vực thi như lực lượng tiếp sức mùa thi, lực lượng an ninh, công an giao thông cũng sẵn sàng hỗ trợ khi thí sinh gặp khó khăn trong việc di chuyển do thời tiết, như chuẩn bị ô dù, xe ôm miễn phí, hỗ trợ đưa đón giúp các em đến địa điểm thi an toàn kịp thời.